Thưa quý vị, sáng nay Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890 19 tháng 5 2023 và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 11 tháng 6 năm 2023. Trung tướng Nguyễn Xuân Giác Tư lệnh quân khu 9, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính quỹ quân khu 9, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ban ngành đến dự. Triển lãm gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam; Lực lượng vũ trang quân khu 9 thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với trên 300 hình ảnh, hiện vật là nguồn tư liệu quý Giới thiệu khái quát về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang quân khu 9. Triển lãm là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, niềm tự hào của dân tộc.